Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một ban, là tức là khi photo ra là tờ giấy nó sẽ bị sọc chỉ. Thì đối với cái ban này thì sẽ gặp trên tất cả các máy photo nha các bạn. Ở đây mình đang áp dụng thực tế và trực tiếp cho máy photo Canon với số series, số mã model là 2535. Thì như mình đã nói là cái cách sửa này áp dụng hầu hết tất cả các máy photo. Thì mình sẽ nói hiện trạng của máy. Thì hiện trạng của máy bây giờ là khi in á, thì in bình thường, ra bản in rất là đẹp, nhưng mà khi photo á, tức là khi các bạn để giấy ở trên cái mặt cái bộ đảo á, thì nó sẽ photo ra rất có photo ra có sọc chỉ nha. Còn khi in thì nó sẽ rất là bình thường. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành test và chỉ cho các bạn hướng giải quyết. Ok, bây giờ mình sẽ test cho các bạn thấy luôn, cho các bạn tin tưởng. Rồi, ok, đối với máy photo thì các bạn phải in khi mà nó bị bệnh gì, nó bị sọc hay bị sạm đen hay là bị chấm hay là bị bất cứ gì, bị kẹt giấy, thì các bạn phải test từng trường hợp. Đối với trường hợp bị sọc này thì các bạn phải test in, trước tiên là các bạn phải test nó in trước, khi in ra nó có bị hay không, in một mặt nó có bị sọc hay không, in hai mặt nó có bị sọc hay không. Rồi tiếp đến thì các bạn phải test photo một mặt nó bị sọc hay là hai mặt nó bị sọc, tùy trường hợp mà chúng ta sẽ xử lý. Với trường hợp này thì các bạn in ra xem thử nó có bị sọc hay không. Ok, mình đang tiến hành in máy, bạn các bạn check. Đây là bản in chết ha, thì các bạn xem bản in chết này, các bạn xem bản in chết này, nó rất là đẹp ha, không có dấu hiệu bị sọc chỉ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test tiếp đến là mình sẽ test photo. Các bạn để ý nha, cái giấy photo này không có sọc nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành photo cho nó bị sọc chỉ. À, ý là photo ra nó sẽ bị sọc chỉ cho các bạn xem và mình sẽ chỉ các bạn hướng xử lý. Ok, bây giờ các bạn bấm photo ha. Đó. Ok, nó đã chạy ra. Như các bạn thấy nè, nó bị sọc chỉ đúng không? Nó bị sọc chỉ nè. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn tiến hành xử lý ha. Ok, thì các bạn phải nó bị sọc chỉ như vậy là nguyên do là mình nói luôn là đó là nó bị dơ cái mặt kính ha. Đây, nó bị dơ cái mặt kính nhỏ đây. Bây giờ cách xử lý là các bạn lấy cái miếng vải sạch, giải bằng nhung nha các bạn, để tránh trầy xước kính, nói chung là giải mềm đó, cộng với nước rửa kính hoặc là cồn, các bạn vệ sinh sạch cái đường kính này đi sẵn, sau đó các bạn vệ sinh cái mặt kính lớn luôn ha. Nếu các bạn làm biếng thì thôi, vệ sinh cái mặt kính nhỏ thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh như thế nào là đúng cách cho các bạn xem nha. Ok, thì đây mình có một chai cồn với một miếng vải bằng nhung. Thì vải nhung này nó rất rất là mềm và lâu nó rất là sạch. Thì ở đây mình sẽ, cá nhân mình thì sẽ khuyến khích các bạn nên sử dụng cồn ha. Vì khi sử dụng cồn các bạn lau qua thì nó sẽ bốc hơi lên và nó rất là sạch. Và các bạn sử dụng nước rửa kính cũng được, nhưng mà nó cũng được thôi, nhưng mà không có ngon, không có tốt bằng cồn. Ở đây mình khuyến khích các bạn sử dụng cồn thôi ha, còn các bạn muốn sử dụng gì thì tùy. Rồi ok, bây giờ các bạn thấm một ít vào vào cái miếng vải nhung. Bây giờ các bạn tiến hành vệ sinh ha. Ok, bây giờ các bạn sẽ tiến hành vệ sinh ha, các bạn vệ sinh vào. Đó. Vệ sinh sạch sẽ ha. Các bạn lau sạch sẽ.
Về vệ sinh thì nó cũng là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lâu tới lâu lui rồi ok ha. Còn nếu mà các bạn kỹ thì các bạn có thể tháo cái miếng kính ra các bạn vệ sinh luôn, nhưng mà điều đó thì theo mình nghĩ là không cần thiết cho lắm. Rồi ok, chúng ta đã vệ sinh xong cái mặt kính ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành test lại cho các bạn xem. Ok, chúng ta sẽ mở máy lên. Rồi bây giờ cùng với tờ giấy này, các bạn xem tờ giấy không có gì nha. Bây giờ mình sẽ bỏ lên cái bộ đảo bản gốc, nó sáng cái đèn là nhận. Ok, mình sẽ bấm nút Start. Rồi sẽ lật lên nè, như các bạn đã thấy thì nó đã hết bị sọc chỉ màu đen rồi ha, thấy không, hết hết bị đúng không? Rồi ok, thì coi như đã xong. Mình sẽ đưa cho các bạn hai bản so sánh ha. Đây là cái bản lúc trước mình test, lúc trước test là đây các bạn sau khi vệ sinh. Đây là cái bản lúc đầu khi phô ra nó bị sọc, còn đây là cái bản sau khi chúng ta đã vệ sinh sạch ha. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chú ý theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video hữu ích cho các bạn thì các bạn nhấn nút subscribe kênh giùm mình nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chú ý theo dõi cái đoạn video clip chia sẻ ngắn này. Ok, chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì hay là câu hỏi gì, các bạn chỉ comment ở bên dưới. Nếu trong cái độ hiểu biết của mình thì mình sẽ giải đáp và hướng dẫn và chỉ cho các bạn cách giải quyết một cách miễn phí. Mình sẽ không thu phí các bạn đâu, nên các bạn yên tâm. Tại vì chia sẻ là niềm hạnh phúc đối với mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chú ý theo dõi. Tàu xin chào và hẹn gặp lại.